Ở yên đó tao sẽ hạ gục mày. Thằng con nít mà dám chửi tục này. Người ta dùng xà beng để đục đá, còn tao dùng nó để đục mày. Ở yên đó tao sẽ hạ gục mày. Thằng con nít mà dám chửi tục này. Người ta dùng xà beng để đục đá, còn tao dùng nó để đục mày. Nhét mày vào trong máy giặt, cho cảm giác như là chơi đồ. Đầu mày xoay như là máy gặt, mấy đứa nhỏ nó tưởng mày hơi pro. Trường học dạy tao nhẫn nhịn, cuộc đời dạy tao nhẫn tâm, nhưng mà họ không biết tao muốn trở thành một nhẫn giả. Nên nếu mày đụng tới tao thì tao sẽ gọi cho đám thanh niên làng. Mày sẽ nghe tiếng wow quy lên thiên đàng này, lên thiên đàng. Thằng nhóc con mày mày còn hôi sữa, đến bao giờ thì mày mới thôi sổ. Để tao tặng cho mày một bình, Tú với Giang đã không còn là một đôi nữa. Để tao nhét pháo hoa vào đít mày, cho nó nổ ngay trong đêm giao thừa. Tao dựng điện vào cái đầu ti mày, nó cháy đen thui để cho mày chữa. Đít tao mà mày sai phát, tao thật ra hạng 44. Mày còn non lắm thằng nhóc, nhớ rep tao chứ đừng có trốn. Ở yên đó tao sẽ hạ gục mày. Thằng con nít mà dám chửi tục này. Người ta dùng xà beng để đục đá, còn tao dùng nó dắt để đục mày. Ở yên đó tao sẽ hạ gục mày. Thằng con nít mà dám chửi tục này. Người ta dùng xà beng để đục đá, còn tao dùng nó dắt để đục mày.